Và bây giờ, quý vị một lần nữa, cuộc đua nào cũng rất dài, cũng rất gian nan, nhưng mà cũng có điểm kết của nó. Bây giờ là giây phút cuối cùng, chúng tôi mời tất cả 17 thí sinh xuất hiện trở lại trên sân khấu để chúng ta công bố người xứng đáng nhất đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi tối nay. Mời quý vị một tràng pháo tay cho 17 thí sinh. Hoa tươi thắm, 17 nhân vật là một đêm thật tuyệt vời, một đêm không thể quên đối với tất cả khán giả chúng ta. Vâng, và bây giờ thì Khánh Hoàng xin mời ban giám khảo cho Khánh Hoàng và Giáng Ngọc kết quả của những thí sinh đạt giải. Nhiều cảm ơn chị rất là nhiều, và Giáng Ngọc đã cầm trong tay cái envelope, ở trong đó nó có danh sách những thí sinh sẽ may mắn coi như là đạt được giải trong buổi tối ngày hôm nay. Bất cứ giải gì cũng mà có nhiều giải lắm quý vị. Bây giờ thì Khánh Hoàng một lần nữa mời top 7 chúng ta có thể bước lên trên để cho quý vị khán giả có thể nhìn rõ dung nhan mà ban giám khảo đã cho điểm cao nhất. The top 7. Vâng, và bây giờ không biết quý vị chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị những tràng pháo tay thật lớn nha. Thứ nhất là sẽ quên đi thời gian dài chờ đợi nãy giờ. Thứ hai sẽ là một sự cổ vũ thật là lớn lao cho các thí sinh đã bỏ gần cả tháng trời để lo cho chương trình ngày hôm nay, và để đêm nay họ một lần tỏa sáng và một lần để lại trong ký ức chúng ta những hình ảnh thật tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, người đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận, đây là một trong những hoa hậu tài năng. Chúng ta nói về tài năng bởi vì cô cũng là ngoài vẻ đẹp ra, còn là một cái người đã từng đi hát ở tại địa phương rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dành một tràng pháo tay để đón nhận hoa hậu tài năng. Đó là thí sinh Lâm Tuyết Trang. Thí sinh mang số 12. Các bạn nghĩ rằng giải thưởng này Lâm Tuyết Trang có phải chia cho người yêu của mình nữa ha? Người yêu quá dễ thương. Và Lâm Tuyết Trang, xin mời Lâm Tuyết Trang lên trước để chị Diệp Anh sẽ trao vương miện và hoa cho Lâm Tuyết Trang. Và theo như cô tâm sự với ban tổ chức thì cô sẽ có ý định đến Orange County, tức là quận cam chúng ta, để mà phát triển sự nghiệp ca nhạc. Và hy vọng khán giả quận cam chúng ta sẽ đâu đó, một lần nào đó, thấy mặt của Lâm Tuyết Trang trình diễn trên sân khấu tại quận cam. Được không quý vị? Rồi, giải thưởng tiếp theo đó là giải Hoa hậu Đại sứ. Hoa hậu Đại sứ, giống như Hoa hậu thân thiện, Đại sứ ha. Họ đi xuống cái này hơi lạ. Và giải thưởng này thuộc về cô Huyền Nguyễn, mang số 13. Thưa quý vị, cô Huyền Nguyễn mang số 13, cô đến từ Seattle, Washington, với một cái khuôn mặt khả ái và chiều cao lý tưởng, giỏi giao tiếp và đối tác. Cô có ý tưởng đi vòng quanh thế giới để giao lưu và học hỏi nền văn hóa của các nước. Đây cũng là một trong những ý tưởng rất hay. Và có thể là với cái ý tưởng đó mà ban tổ chức đã có một cái giải mà lần đầu tiên cũng là mà thấy luôn, của hậu đại sứ. Lạ nhưng mà độc, độc mà lạ. Và kính thưa quý vị, Á hậu 1, Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Quốc tế và Hoa hậu Tài năng Ca hát, không ai khác hơn, gom chung lại, không ai khác hơn, xin chúc mừng thí sinh mang số 5, cô Dạ Lý Hương. Thưa quý vị, và nhắc lại một lần nữa là cô Dạ Lý Hương đến từ Seattle, Washington, và với sự mong muốn phát triển về lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật,
và cô hy vọng sẽ được đón nhận của khán giả người Việt tại hải ngoại. Bây giờ xin mời ban tổ chức lên để trao giải cho cô. Không biết trong tương lai tài năng và khuôn mặt khả ái của Dạ Lý Hương có thu hút khán giả hay không, nhưng mà thấy cái tên là nhớ lắm rồi đó. Rồi, quý vị một tràng pháo tay thật to một lần nữa cho Hoa hậu Á hậu phụ nữ người Việt, đó là cô Dạ Lý Hương. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị để chúc mừng cho các em trong ngày hôm nay. Và bây giờ, Hoa hậu phụ nữ người Việt quốc tế, Hoa hậu doanh nhân, hai cái gặp lại của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt nếu nói tới Hoa hậu người Việt quốc tế, đây là một trong những nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam. Doanh nhân để nói lên sự cố gắng nỗ lực và thành đạt trong thành đạt công việc của mình. Lọt về tay thí sinh mang số 10, cô Diễm Thu Y Trân. Diễm Thúy Trân. Và đồng thời cô ta cũng đạt thêm giải phụ Hoa hậu Trân Thiện. Cô hành nghề kinh doanh thương mại tại thành phố nổi tiếng Las Vegas. Và cô có sự mong muốn giao tiếp với nhiều bạn hữu để đối tác và phát triển thị trường thương mại của chính mình. Vâng, trưởng ban tổ chức đó là cô Huyền Trang cũng như là Hoa hậu Thiên Thùy Phan đang trao giải cho cô Diễm Thúy Trân, thí sinh mang số 10 đến từ Las Vegas. Quý vị nói sao ạ? Vui hả? Vui, vui vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Đây là một món quà, các bạn nghĩ rằng rất là ý nghĩa cho một thí sinh đến từ rất gần chúng ta, rất gần nhưng mà rất xa, đó là Las Vegas. Yeah. Rồi, đó là Hoa hậu phụ nữ nha, Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới. Còn tiếp theo là giải Á hậu 1 của Hoa hậu phụ nữ người Việt. Cái đầu tiên là Hoa hậu người Việt quốc tế, còn sau là Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới. Á hậu 1 thuộc về cô đến từ quốc gia xa xôi, lạnh lẽo. Quý vị biết ai không ạ? Quý vị mà nhớ tên nó hoàng thưởng liền tiền luôn á, dài mút chỉ. Thí sinh đến từ Nga, cô Liana Nguyễn Khabibulina. Are you going to dance all night? Go ahead, do it. Kính thưa quý vị, đây là một trong những hoa hậu mang số 11. Cô là gốc là Russia. Trước đây đã từng tham gia cuộc thi rồi. Người Russia gốc Việt. Không? Người Russia nhưng mà là gốc Việt. Bởi vì chúng ta thấy là cô nói tiếng Việt cũng rất là giỏi. Trước đây cũng từng tham gia cuộc thi của MC Entertainment tổ chức. Nhưng cô lại muốn tự trải nghiệm và gặp gỡ đồng hương người Việt Nam tại Orange County thêm một lần nữa. Đó là có kiên nhẫn, có công mài sắc, có ngài nên kim. Mặc dù lần trước không đạt được giải cao nhưng mà lần này thì đạt được giải rất là cao. Và chúng ta một lần nữa hãy chúc mừng cho Linea Kapubilina. Mà đẹp, có quyền. Và thưa quý vị, giải thưởng tiếp theo đó là giải Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới, kim Hoa hậu nhân ái, có trái tim nhân ái, thuộc về cô thí sinh mang số 8, cô Quỳnh Mai Nguyễn. Chúc mừng Quỳnh Mai Nguyễn, thí sinh mang số 8 đã đạt được Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới và Hoa hậu nhân ái. Cô đến từ thành phố San Jose, miền Bắc California, là một nhà đầu tư kinh doanh về hãng thuốc. Năm vừa qua cô đã cùng đồng hành với các nhà tổ chức đi làm việc thiện nguyện xuyên Việt. Đúng là một trái tim bác ái, một hoa hậu nhân ái và kim đương Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới.
Kính thưa quý vị, và với sắc đẹp này, con người này, trái tim này, chúng ta tin chắc là trong tương lai chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những người đẹp. Không những đẹp bề ngoài mà họ còn mang vẻ đẹp của họ để làm tươi sáng thêm, hạnh phúc thêm cho đời sống của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những thí sinh đã đoạt được giải trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, một lần nữa cuộc thi Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới, người Việt quốc tế kỳ thứ 14 do MC Entertainment tổ chức xin được tạm dừng ngay đây với các thí sinh Lâm Tuyết Trang, Huyền Nguyễn và Lý Hương, Diễm Thúy Trần, Liana Nguyễn, Kapu Bila, Quỳnh Mai Nguyễn là những người đoạt giải cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Một tràng pháo tay tưởng thưởng cho sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các thí sinh trong suốt thời gian vừa qua. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và giá trị trong dịp lễ Giáng sinh, trong dịp lễ đón chào năm mới 2018. Và bây giờ với sự vui mừng của tất cả các anh chị em đến để chúc mừng cho Hoa hậu chúng ta ngày hôm nay cùng với tất cả thí sinh và đặc biệt các anh chị em nghệ sĩ cũng ra để chào tất cả quan khách. Chúc tất cả quý vị một đêm ngủ thật là ngon và nhiều nhiều hạnh phúc trong những ngày lễ sắp đến. Chắc chắn sẽ rất là ngon bởi vì hình ảnh đẹp sẽ vào mắt quý vị và quý vị sẽ ngủ rất là ngon. Nhắm mắt lại thấy người đẹp là ngủ ngon liền. Vâng, quý vị, bài hát quen thuộc Jingle Bell vang lên như là những lời chúc mừng đến cho các thí sinh đoạt giải thưởng Hoa hậu, Á hậu trong cuộc thi tối ngày hôm nay. Dash it through the snow, in a one-horse open sleigh. On a still we go, laughing all the way. There's a butchery, make his meat is bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của tôi trong suốt 5-6 tiếng đồng hồ vừa qua. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh được an lành và hạnh phúc và một năm mới bình an. All the still we go, laughing on the way. There's a butchery, make his fingers rise. What fun it is to ride and sing the sleighs on tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through in a one-horse open sleigh, all the here we go, laughing all the way. There's a mob to bring, making spirits rise. Oh,